xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thần thoại lạ nha các bạn. Thì mình trả lời một thắc mắc của bạn Linh đang không người yêu. Thì bạn ấy hỏi rằng một cái hình chữ nhật nè, có chiều rộng nè, thì mình tóm tắt nha các bạn. Tóm tắt chiều rộng bằng 2,8 cm. Thì tiếp theo bạn ấy thiếu nè, chiều dài bằng 3 lần chiều rộng. Hỏi chu vi đơn vị là cm, hỏi diện tích đơn vị là cm vuông. Thì ở đây các bạn cần thuộc hai cái công thức, đó là liên quan về chu vi hình chữ nhật, mình viết tắt nha, bằng dài, chiều dài cộng chiều rộng, tất cả nhân 2. Công thức thứ hai đó là diện tích hình chữ nhật bằng dài nhân rộng. Và các bạn nhớ chiều dài và chiều rộng phải cùng đơn vị đo. Nếu dài là cm thì rộng là cm, nếu dài là mét thì rộng là mét. Ok chưa? Rồi bắt đầu mình giải nè. Rồi khi đã tính chu vi, các bạn phải có chiều dài và chiều rộng. Chiều rộng có chưa ạ? Rồi đây, chiều dài như thế nào ạ? 3 lần chiều rộng thì các bạn lấy chiều rộng nhân 3. Giải chiều dài hình chữ nhật là ta lấy rộng nhân 3 thì bằng bao nhiêu ạ? 88,4 cm. Khi có chiều dài rồi và có chiều rộng rồi thì các bạn tính được chu vi hình chữ nhật là ta lấy dài cộng rộng tất cả nhân 2. Khi phép tính các bạn làm trong ngoặc và đến phép nhân là kết quả bằng bao nhiêu, các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. Tương tự diện tích hình chữ nhật là ta lấy dài nhân rộng bằng bao nhiêu, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp lại luôn nha. Đáp số được chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lại để lại khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.